đây được chứng nhận diệt virus SARS-CoV-2 trong 10 giây, giúp phòng bệnh mùa dịch. Kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 4 năm 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hội nghị khoa học với chủ đề Tự động hóa trong chuyển đổi số quốc gia, thông minh và sáng tạo VCCA lần thứ 6 năm 2021 đã diễn ra vào hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dịp để các nhà khoa học trong ngành giới thiệu các công trình nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm học thuật, liên kết doanh nghiệp, phát triển ứng dụng công nghệ. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham dự hội nghị. VCCA là diễn đàn khoa học quy mô quốc gia dành riêng cho lĩnh vực điều khiển và tự động hóa. Năm nay, sự kiện thu hút sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học, các viện trường, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực tự động hóa. Lần này thì chúng tôi đặc biệt quan tâm cái mối quan hệ hợp tác giữa các nhà khoa học với các doanh nghiệp. Thông qua cái triển lãm ở đây thì mọi người cũng có thể thấy được những cái kết quả của các doanh nghiệp ứng dụng những cái công nghệ mới trong lĩnh vực tự động hóa và sản xuất kinh doanh đem lại cái hiệu quả. Đặc biệt là những cái công nghệ mà đã được nghiên cứu và phát triển trong giai đoạn đại dịch vừa rồi. Cái mong muốn nhất ấy, tức là chúng ta làm sao đưa nhanh những cái kết quả đã được minh chứng ở trong các cái dự án thử nghiệm đó, thành công đó, để đưa nhanh vào trong các cái nhà máy, đơn vị sản xuất đang có nhu cầu, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đó, thì làm sao nhanh chóng xử lý được những vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ để mà có thể nhanh chóng đưa những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học vào thực tế sản xuất. Song song với hội nghị tự động hóa trong chuyển đổi số quốc gia, thông minh và sáng tạo VCCA, triển lãm cùng tên cũng đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của hơn 70 gian hàng với nhiều giải pháp công nghệ tự động hóa được giới thiệu. Đây là công nghệ MES, một công cụ giúp thực hiện việc chuyển đổi số trong nhà máy, được công ty kỹ thuật tự động ITEC nghiên cứu phát triển. Hệ thống công nghệ mới này tương tác với máy móc, đo lường các đại lượng trong toàn bộ nhà máy và thu thập lưu trữ dữ liệu đưa về hệ thống quản lý trung tâm. Từ đây các phân hệ về bảo trì, bảo hành, quản lý sản xuất, quản lý nguyên vật liệu, giá thành đều được đưa lên hệ thống số hóa. Không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí, hệ thống còn giúp nâng cao năng lực điều hành doanh nghiệp và nhiều tiện ích khác. Một trong những cái việc cần phải làm đối với các doanh nghiệp sản xuất là thực hiện việc chuyển đổi số một cách nó có lộ trình và thành công trong cái công việc này, nó sẽ giúp nâng cao cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Công ty này cũng góp mặt tại triển lãm với 3 giải pháp công nghệ chiếu sáng cho nông nghiệp, cho ngôi nhà và đường phố. Trong đó, đáng chú ý là giải pháp công nghệ chiếu sáng thông minh cho đường phố. Cái giải pháp này thì thứ nhất là về tiết kiệm năng lượng là có thể tiết kiệm được đến 60-65% cái năng lượng điện khi sử dụng cái giải pháp này. Và cái chi phí vận hành cái này thì giúp được cái việc là giảm được cái chi phí tương đối lớn, là giảm đi 1/3. Đây chỉ là 4 trong số hàng trăm giải pháp mới đến từ các viện, trường, doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước. Một giải pháp ứng dụng trên từng lĩnh vực, khía cạnh khác nhau, nhưng tất cả đều chung mục đích, góp phần nâng cao năng lực công nghệ của quốc gia, xây dựng nền tảng cho hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ trong thực tiễn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức diễn đàn nhịp cầu phát triển Việt Nam năm 2022 với chủ đề Hội tụ nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàng. Theo tính toán, để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam đến năm 2030, dự kiến cần khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, trong đó ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng tối đa khoảng 30% và cần tới 70% từ các nguồn lực khác, đặc biệt là khu vực tư nhân. Vì vậy, diễn đàn Việt Nam Connect năm 2022 đã tập trung tăng cường kết nối giữa các địa phương với doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, các tổ chức quốc tế thông qua cơ chế đối thoại cởi mở về cơ hội huy động nguồn lực cũng như kinh nghiệm trong thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững, từ đó tìm ra những giải pháp phù hợp để thu hút các nguồn lực xanh, vốn đầu tư xanh vào các ngành kinh tế, các địa phương và các khu vực doanh nghiệp. Tiếp nối phiên toàn thể diễn đàn Việt Nam Connect 2022 là lễ công bố và vinh danh các doanh nghiệp FDI tiêu biểu tăng trưởng xanh năm 2021, nhận giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 21. Năm
Thưa quý vị, bảo hiểm xã hội một lần là một trong những chế độ của chính sách bảo hiểm xã hội. Hiện người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng tăng cao để giải quyết nhu cầu tài chính trước mắt. Về lâu dài, việc nhận bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến người lao động bị thiệt thòi vì một số lý do sau. Số tiền khi nhận bảo hiểm xã hội một lần ít hơn nhiều so với số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không được tính vào thời gian làm cơ sở để tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội khác. Mất cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động hoặc nếu đủ điều kiện hưởng thì mức hưởng lương hưu thấp do bị trừ đi thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã nhận một lần. Không có lương hưu hàng tháng để trang trải cuộc sống khi về già. Mất cơ hội tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục để được hưởng quyền lợi với các dịch vụ y tế kỹ thuật cao và thuốc đắt tiền. Mất cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thân nhân không được hưởng trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất nếu người đã nhận bảo hiểm xã hội một lần không may qua đời. Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA để có giải pháp chống sụt lún đất ngày càng tăng trên địa bàn thành phố. Theo đó, các sở ngành liên quan hỗ trợ cung cấp thông tin cho JICA trong khảo sát nhằm xác định hiện trạng sụt lún, hệ thống quản lý cùng các chính sách biện pháp đối phó. Quá trình khảo sát nhằm xác định sự cần thiết trong xây dựng dự án hợp tác kỹ thuật do JICA viện trợ nhằm tìm hiểu địa chất, nguyên nhân sụt lún, xây giếng khoan thăm dò, chuyển giao công nghệ. Theo khảo sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận tốc độ sụt lún rất lớn, trung bình lún 4cm mỗi năm, cá biệt có nơi từ 6 đến 7cm. Nhiều chuyên gia cho rằng, ngoài nguyên nhân phát triển đô thị và giao thông gia tăng, địa chất yếu, tình trạng sụt lún ở thành phố Hồ Chí Minh do khai thác nước ngầm quá mức. Các chính sách đặc thù giúp củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế phường xã thị trấn trên địa bàn thành phố mới được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua đã phần nào đáp ứng mong mỏi và tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho nhiều nhân viên y tế tuyến cơ sở, đặc biệt là các y bác sĩ đã nghỉ hưu nhưng vẫn muốn cống hiến cho y tế địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Bác Ái, theo kế hoạch đã nghỉ hưu từ tháng 9 năm 2020. Tuy nhiên, vì nhu cầu nhân lực tại đơn vị y tế địa phương tăng cao do đại dịch COVID-19, bác sĩ vẫn sẵn sàng quay lại tiếp tục hỗ trợ chuyên môn. Nói là về hưu, thực sự ra cái sức lực khả năng mình vẫn làm việc được, không cần đòi hỏi mà cao ngất ngưỡng gì đâu, nhưng mà để hỗ trợ thêm để cho đội ngũ y tế, nhân viên y tế nói chung, kể cả đội ngũ bác sĩ là các toàn bộ nhân viên, người ta có thể mà tạm chấp nhận được, sống được. Theo nghị quyết mới được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, nhân viên y tế đã nghỉ hưu có chuyên môn bác sĩ sẽ được hỗ trợ với mức lương 9 triệu đồng một người một tháng. Chuyên môn từ cao đẳng trở lên hoặc trung cấp y sĩ là 7 triệu đồng một người một tháng, giúp các bác sĩ thêm động lực làm việc. Đây là một cái tin vui, hết sức là vui đối với ngành y tế. Thì đang trong các cái chính sách đó thì giải quyết được nhiều cái vấn đề mong muốn tâm tư của anh em tại tuyến cơ sở, đặc biệt là đối với cái lực lượng mà cán bộ y tế nghỉ hưu. Họ là những người có kinh nghiệm, rồi có cái trình độ chuyên môn cao để mà giúp cho y tế cơ sở. Nhằm động viên tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho đội ngũ nhân viên thực hành tại các trạm y tế, nghị quyết cũng tăng cường chính sách hỗ trợ gói chi phí sinh hoạt cho bác sĩ thực hành tại viện đa khoa gắn với trạm y tế là 60 triệu đồng trong 18 tháng và đối với điều dưỡng hộ sinh là 30 triệu đồng trong 9 tháng. Mình nghe nói, mình thấy được có chính sách đó thì mình nói chung rất là mừng. Để cho mình cũng nói chung cũng đỡ cái gánh nặng. Chính sách mà Hội đồng Nhân dân thành phố vừa thông qua thì về bản thân tôi cũng nhất trí với các cái chủ trương này. Thực tế thì anh em ở cơ sở cũng trong thời gian dịch cũng rất chi là vất vả, đặc biệt là những cái ca trực cấp cứu, những ca chuyển nặng của những ca bệnh COVID. Nghị quyết về các chính sách đặc thù củng cố nâng cao năng lực trạm y tế phường xã thị trấn sẽ được triển khai đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Đây sẽ là động lực tích cực để các y bác sĩ vững lòng tiếp tục cống hiến cho ngành y tế. Mở đầu phần điểm báo sáng nay là bài viết đặt mục tiêu đến năm 2025 xóa nhà trên và ven kênh rạch trên báo Sài Gòn Giải Phóng.
Tham dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận 7 lần thứ 15, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá quận 7 đã phục hồi mạnh mẽ và khá toàn diện. Trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố yêu cầu quận 7 cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo để phát triển nhà ở xã hội thay thế nhà trọ, nhà tạm trên kênh rạch. Ở đó, quận phải vạch ra lộ trình rõ ràng mỗi năm phát triển được bao nhiêu căn và đặt mục tiêu kết thúc nhiệm kỳ này đến năm 2025 sẽ cơ bản xóa nhà trên và ven kênh rạch. Giá xăng dầu sẽ giảm sau lễ là thông tin đáng chú ý trên báo Tuổi Trẻ. Thông tin dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 7 tháng 4, giá bán tại Singapore làm căn cứ tính giá bình quân xăng dầu thành phẩm đang có chiều hướng giảm so với kỳ trước. Theo một lãnh đạo Sài Gòn Petro, nếu giá xăng dầu thành phẩm tiếp tục giảm hoặc không biến động lớn, giá xăng dầu trong nước buộc phải giảm bởi giá cơ sở đã giảm. Tuy nhiên, mức giảm như thế nào sẽ phụ thuộc vào việc Liên Bộ Tài chính Công Thương trích quỹ bình ổn. Trường hợp không trích hoặc trích quỹ ở mức thấp, giá xăng sẽ giảm tương đối mạnh. Kịch văn học kéo khán giả đến rạp là bài viết trên báo Người Lao Động. Xu hướng dàn dựng những kịch bản được chuyển thể từ tác phẩm văn học đã giúp sân khấu kịch Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua có thể sáng đèn. Thực tế cho thấy nhiều tác phẩm của các nhà văn nổi tiếng đã được chuyển thể thành các vở kịch hay, thu hút người xem. Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhìn thấy điều này và đã có kế hoạch thực hiện các chuyên đề về việc chuyển thể tác phẩm văn học phục vụ sân khấu nói chung, sân khấu kịch nói riêng. Hoạt động này cũng thiết thực giúp các tác giả trẻ, diễn viên trẻ có cơ hội thể hiện, cống hiến và tìm tòi sáng tạo trong quá trình làm nghề chuyên nghiệp. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, tối qua Thủ tướng Slovakia tuyên bố đã chuyển tổ hợp tên lửa S-300 của nước này cho Ukraine trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Thủ tướng Eduard Heger cho biết năng lực phòng thủ của Slovakia đã được đảm bảo, đồng thời khẳng định việc trao tặng tổ hợp S-300 không có nghĩa là Slovakia trở thành một phần trong xung đột vũ trang tại Ukraine. Ông Heger đưa ra tuyên bố trên sau khi NATO triển khai tổ hợp phòng không Patriot tới Slovakia để bổ sung năng lực phòng thủ cho quốc gia Đông Âu, trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hiện Nga và Ukraine chưa bình luận thông tin trên. Trước đó, ngày 18 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết không nước nào được chuyển tên lửa S-300 cho Ukraine do thỏa thuận và hợp đồng mua bán giữa các bên đều có quy định không chuyển giao loại vũ khí này cho bên thứ ba. Ông Lavrov cũng cảnh báo mọi chuyến hàng vũ khí vào lãnh thổ Ukraine đều bị coi là mục tiêu chính đáng của Nga. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một số quốc gia đang tiếp tục gia tăng sức ép ngoại giao đối với Nga về vấn đề này. Nhật Bản và Montenegro ngày 8 tháng 4 đã thông báo quyết định trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã triệu đại sứ Nga tại Nhật Bản và thông báo quyết định trục xuất 8 nhà ngoại giao Nga tại Đại sứ quán ở thủ đô Tokyo và văn phòng đại diện thương mại của Nga. Nước này cũng công bố sẽ cấm nhập khẩu than đá từ Nga, áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Montenegro cũng thông báo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga với lý do vi phạm các tiêu chí ngoại giao. Những nhân viên ngoại giao này sẽ phải rời Montenegro trong vòng một tuần. Tuần này, Liên minh châu Âu và nhiều nước châu Âu khác đã thông báo trục xuất hơn 200 nhà ngoại giao Nga. Nga đang đối mặt với tình hình khó khăn nhất trong 30 năm qua do các biện pháp trừng phạt chưa từng có của các nước phương Tây, nhưng những mưu toan nhằm cô lập Nga khỏi nền kinh tế toàn cầu sẽ thất bại. Đó là nhận định mới nhất của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Thủ tướng Nga Mishustin nói rằng tình hình hiện nay có thể được xem là khó khăn nhất trong 3 thập niên qua đối với nước Nga. Các biện pháp trừng phạt như thế không được áp dụng ngay cả trong thời kỳ đen tối nhất của chiến tranh lạnh. Mục tiêu của họ là đẩy lùi nước Nga trở lại cách đây nhiều năm, thậm chí nhiều chục năm. Họ hy vọng chiến lược bảo trừng phạt phá hủy nền kinh tế Nga trong vài ngày, nhưng kịch bản của họ đã không đạt kết quả. Trước khi bị trừng phạt, Nga dự định sẽ đạt thặng dư ngân sách vào khoảng 1,3 ngàn tỷ rúp, tương đương 17 tỷ đô la Mỹ, tức khoảng 1% GDP. Thủ tướng Nga cũng nhấn mạnh, hệ thống tài chính của Nga, máu của nền kinh tế, vẫn đứng vững. Thị trường chứng khoán và đồng rúp đang ổn định. Hiếm có nền tài chính của nước nào có thể đứng vững sau những biện pháp trừng phạt như vậy của phương Tây. Nhưng Nga đã làm được.
giá lương thực thế giới đã ghi nhận mức cao kỷ lục mới trong tháng 3 vừa qua khi cuộc khủng hoảng tại Ukraine làm gián đoạn nguồn cung ngũ cốc và dầu ăn. Đây là báo cáo mới nhất mà Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO đưa ra vào ngày 8 tháng 4. Chỉ số giá lương thực của FAO trong tháng 3 là 159,3 điểm, tăng hơn 12% so với tháng 2 và cũng là mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ năm 1990. Trong số đó, chỉ số giá dầu ăn thực vật, ngũ cốc và thịt giảm mức cao nhất, trong khi giá đường và các sản phẩm bơ sữa tăng đáng kể. FAO đã cảnh báo giá lương thực và thực phẩm thế giới có thể tăng 20% do cuộc khủng hoảng tại Ukraine, khi cả nước này và Nga đều là những nhà xuất khẩu ngũ cốc và dầu ăn hàng đầu thế giới. Cơ quan này cũng giảm dự báo sản lượng lúa mì toàn cầu trong năm nay. Phương Tây vừa thông qua gói trừng phạt kinh tế mới nhất đối với Nga. Các biện pháp này tìm kiếm sự độc lập về năng lượng, chủ yếu là dầu mỏ và than từ Nga. Tuy nhiên, với sự lệ thuộc phần lớn nhập khẩu nhiên liệu từ Nga của nhiều nước châu Âu, việc nhiều nước ở lục địa này sẽ tìm mọi cách tiếp tục tiếp cận nguồn năng lượng của Nga trong thời gian tới sẽ là điều khó tránh khỏi. Ngày 7 tháng 4, Liên minh châu Âu-EU thông qua gói trừng phạt thứ 5 đối với Nga. Theo đó, EU đã chấp thuận biện pháp cấm dần đối với than đá nhập khẩu từ Nga và đóng cửa các cảng của khối này đối với các tàu của Nga. Đây là lần đầu tiên EU thông qua các biện pháp nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Nga, lĩnh vực mà EU phụ thuộc vào rất nhiều. Các lệnh trừng phạt và giới hạn mới nhất sẽ ảnh hưởng đến khối lượng hàng hóa xuất khẩu lên tới 15 tỷ euro của quốc gia rộng lớn nhất thế giới. Cụ thể, EU cấm nhập khẩu than, cấm dần vũ khí, cấm xuất khẩu nhiều mặt hàng tới Nga, bao gồm hàng hóa công nghệ cao. Bên cạnh đó, châu Âu còn đóng băng tài sản của nhiều ngân hàng của Moscow. Biện pháp không nhập khẩu than đá đã được toàn bộ 27 nước thành viên EU đồng ý, dù có một số thành viên bày tỏ quan ngại về tác động của lệnh cấm. EU nhập khẩu khoảng 45% lượng than đá từ Nga, trị giá 4 tỷ euro mỗi năm. Các thành viên EU sẽ có 120 ngày để tìm kiếm nguồn cung thay thế. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước này sẽ phải sử dụng toàn bộ khoảng thời gian này để thực hiện lệnh cấm than nhập khẩu từ Nga. Hồi đầu tuần, Bộ Kinh tế Đức cảnh báo Berlin có thể phải đóng cửa nhiều nhà máy nhiệt điện chạy than ngay lập tức nếu ngừng nhập khẩu than từ Nga. Cùng ngày 7 tháng 4, nhóm các nền công nghiệp hàng đầu thế giới G7 cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga. Các nhà lãnh đạo G7 nhất trí cấm các khoản đầu tư mới vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Nga, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng. Cùng giúp việc mở rộng lệnh cấm xuất khẩu đối với một số hàng hóa và tăng cường hạn chế các ngân hàng và công ty nhà nước của Nga. Mỹ và hơn 30 đồng minh đối tác đã áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga với phạm vi rộng nhất trong lịch sử. Mục đích là làm cho kinh tế Nga rơi vào khủng hoảng, nhưng cũng khiến phương Tây chịu tổn thất không ít. Trước đó, ngày 6 tháng 4, Ngoại trưởng Anh Liz Truss muốn một làn sóng trừng phạt cứng rắn mới từ các nước G7 và NATO. Cho đến nay, các biện pháp trừng phạt của chúng tôi đã có tác động tê liệt đối với những tổ chức cung cấp và tài trợ cho Nga. Các biện pháp trừng phạt phối hợp của chúng tôi đang đẩy nền kinh tế Nga trở lại hàng chục năm trước, nhưng chúng tôi phải làm nhiều hơn nữa. Bà Liz Truss cho biết Ngoại trưởng Nhật Bản cũng đã nhất trí cần tăng cường sức ép lên Tổng thống Putin. Pháp ủng hộ lời kêu gọi nhắm vào dầu mỏ và than đá của Nga. Trước lệnh trừng phạt mới này, EU đã 4 lần thực hiện các biện pháp trừng phạt nhắm vào hệ thống tài chính, doanh nghiệp lớn và nhiều cá nhân, trong đó có Tổng thống Nga Putin, nhiều quan chức cao cấp, các nhà tài phiệt và hàng trăm nghị sĩ Nga. Tuy đã có nhiều biện pháp trừng phạt, nhưng dầu mỏ và đặc biệt là khí đốt từ Nga chính là điều mà nhiều nước châu Âu tránh đề cập đến vì họ quá phụ thuộc vào nó trong thời điểm hiện tại. Thậm chí nếu nói cấm nhập khẩu thì điều này cũng không phải xảy ra ngay mà phải mất nhiều tháng và nhiều năm thì các nước châu Âu mới có thể chấm dứt việc nhập khẩu năng lượng từ Nga. Hạn chế hay chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt từ Nga là điều mà nhiều nước thành viên EU không muốn nhắc đến và đây là mấu chốt có thể gây chia rẽ giữa các nước phương Tây. Sự chia rẽ của châu Âu trở nên rõ ràng hơn sau khi Litva thông báo sẽ dừng nhập khẩu khí đốt từ Nga. Nhưng Bộ trưởng Tài chính Áo Magnus Brunner lên tiếng phản đối trừng phạt nhắm vào dầu khí của Nga. Mặc dù hầu hết các ngân hàng lớn của Nga bị loại khỏi hệ thống tài chính toàn cầu SWIFT, nhưng hai ngân hàng lớn là Sberbank và VTB của Nga vẫn chưa bị loại khỏi hệ thống này. Một lần nữa, điều này lại liên quan đến vấn đề năng lượng, đặc biệt là khí đốt. Sberbank và Gazprombank hiện đang tạo điều kiện để thực hiện các khoản thanh toán năng lượng từ châu Âu tới Nga có thể diễn ra. Nga cũng hiểu rất rõ lợi thế của mình khi yêu cầu thanh toán bằng đồng rút.
Nếu các khoản thanh toán này không được thực hiện, chúng tôi sẽ coi như người mua không đáp ứng các cam kết của họ với tất cả các hậu quả có liên quan. Không ai bán bất cứ thứ gì miễn phí cho chúng tôi. Chúng tôi cũng không đi làm từ thiện. Điều đó có nghĩa là các hợp đồng hiện tại sẽ bị tạm dừng. Dù Nga yêu cầu các nước châu Âu thanh toán tiền khí đốt bằng đồng rút từ ngày 1 tháng 4, nhưng sau cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức, Nga vẫn đồng ý để Đức tiếp tục bằng đồng euro và chuyển khoản như thông lệ cho ngân hàng Gazprom, vốn không chịu tác động của các lệnh trừng phạt. Hungary cũng là quốc gia thành viên EU phản đối trừng phạt năng lượng đối với Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ngày 6 tháng 4, Hungary cho biết nước này đang chuẩn bị cho việc thanh toán tiền mua khí đốt từ Nga bằng đồng rút. Đức, Áo, Tây Ban Nha, Pháp đã bắt đầu nâng mức báo động thiếu nguồn cung khí đốt và tìm nguồn thay thế từ Nga. Nhưng với hiện trạng khai thác và năng lực tài chính và công nghệ hiện nay, các nước xuất khẩu khí đốt và dầu mỏ sẽ khó đáp ứng nhu cầu của các nước châu Âu. Đã có những cảnh báo về việc phải đóng cửa các nhà máy, tình trạng thất nghiệp và sự bất mãn trong xã hội gia tăng, như là cái giá của lệnh trừng phạt mà phương Tây áp lên Nga. Sau khi gói trừng phạt thứ 5 được công bố, nhiều lãnh đạo, công đoàn trong lĩnh vực hóa chất, sản xuất thép, dược phẩm, sản xuất bánh kẹo ở Đức đã cảnh báo diễn cảnh kinh tế Đức rơi vào đình trệ, nạn thất nghiệp tăng nếu nguồn cung khí đốt, dầu thô và than không ổn định. Đến thời điểm hiện tại thì 27 nước thành viên EU lên kế hoạch cắt giảm sử dụng 2/3 khí đốt Nga vào cuối năm nay và sau đó tiến đến việc châu Âu hoàn toàn độc lập với nhiên liệu hóa thạch Nga vào năm 2030. Tuy nhiên, điều này vẫn là câu chuyện của tương lai. Việc trừng phạt nhập khẩu năng lượng Nga của các nước châu Âu hiện vẫn chỉ mang tính biểu tượng chứ không tạo ra bước ngoặt. Vì trước mắt, họ vẫn phải lo các hóa đơn và cách thanh toán tiền khí đốt với Nga khi hóa đơn tới hạn vào cuối tháng này. Nhìn ra thế giới sẽ trở lại đề tài này khi có diễn biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 4 tới, Bộ Y tế sẽ bắt đầu cấp hộ chiếu vaccine cho người dân. Trong hộ chiếu vaccine, có một số thông tin nhất định người dân phải biết để thuận tiện trong việc sử dụng. Cụ thể như hộ chiếu vaccine điện tử của Việt Nam sử dụng các tiêu chuẩn do WHO và EU ban hành, hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng. Người dân cần theo dõi thêm thông tin bổ sung quốc gia công nhận từ Bộ Ngoại giao. Hộ chiếu vaccine sẽ được tự động cập nhật và hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và PC COVID. Người dân không phải làm bất kỳ thủ tục gì thêm. Tính đến nay, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 19 quốc gia, cũng như đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm vaccine của 79 quốc gia, vùng lãnh thổ. Điều này sẽ tạo điều kiện cho nhiều hoạt động kinh tế, đặc biệt là du lịch sớm khôi phục trong thời gian tới. Hôm qua, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động chương trình Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn, Welcome to Hồ Chí Minh City. Thông qua chiến dịch truyền thông này, thành phố muốn gửi tình cảm, sự sẵn sàng chào đón của Thành phố Hồ Chí Minh đến khách du lịch trong và ngoài nước. Chương trình Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn, Welcome to Hồ Chí Minh City sẽ chính thức được triển khai đến tháng 9 năm 2022. Chương trình có sự tham dự tương tác trao đổi thông tin về quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng hình ảnh Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh của hơn 50 cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và đại diện các cơ quan ngoại giao các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghi thức ký kết về việc triển khai chương trình du lịch MICE giai đoạn 2022-2025 đã được tiến hành tại lễ phát động. Chúng tôi nhận được rất là nhiều thông tin rất là hữu ích để thời gian tới chiến dịch truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn sẽ tiếp cận gần hơn với du khách, bởi chúng tôi hiểu hơn về thị hiếu, về nhu cầu của du khách, cũng như được sự ủng hộ và được sự quan tâm của các đại sứ, các cơ quan ngoại giao, thì chúng tôi kỳ vọng Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới sẽ được quảng bá sâu rộng hơn và ngày càng nhiều du khách sẽ biết đến Thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn được đến tham quan du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Rất là cần các cái chính sách quảng bá chung của toàn ngành du lịch cũng như là có cái sự chung tay đồng hành của chính phủ để các doanh nghiệp có cơ hội để có thể đi quảng bá xúc tiến, giới thiệu những cái hình ảnh Việt Nam tươi đẹp đến với bạn bè quốc tế thì cái cơ hội của chúng ta mới nhanh hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đề nghị Sở Du lịch chủ trì phối hợp với các sở ngành Thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện chủ động triển khai cụ thể các nhiệm vụ về mở cửa du lịch và thu hút khách đến Thành phố Hồ Chí Minh, mong muốn tiếp tục lan tỏa nguồn năng lượng trẻ trung, cởi mở, sáng tạo, hứng khởi, hướng đến tương lai xa hơn, vươn ra khu vực và quốc tế.
Rõ ràng ngành du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh đã và đang hoạt động trở lại hết sức mạnh mẽ, song hành và bổ trợ cho hoạt động du lịch là các loại hình lưu trú khách sạn. Trong 2 năm diễn ra dịch COVID-19, công suất phòng của các khách sạn từ 3 sao trở lên tại thành phố Hồ Chí Minh sụt giảm nghiêm trọng, bình quân chưa đến 5%. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cushman & Wakefield, công ty đa quốc gia về nghiên cứu thị trường bất động sản cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2022, công suất phòng khách sạn tại thành phố đã bắt đầu phục hồi, trung bình hơn 35%. Trong quý 1 năm 2022, tổng nguồn cung khách sạn từ 3 sao trở lên tại thành phố là 17.000 phòng. Giá thuê phòng trung bình đạt 73,6 đô la Mỹ một phòng một đêm, tương đương 1,68 triệu đồng, giảm 5,3% so với quý 4 năm 2021 và giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Do phần lớn khách của dịch vụ lưu trú hạng sang là khách quốc tế, nên khi Việt Nam mở cửa, dự báo tỷ lệ lấp đầy và giá thuê sẽ có sự cải thiện đáng kể. Cũng là một cái điều công bằng cho các cái khách sạn ở khu vực trung tâm để tăng trưởng cái giá trở lại sau khi mà 2 năm là cái phân khúc này là phân khúc chịu tác động nặng nề nhất trong tất cả các phân khúc bất động sản. Cái giá chúng tôi không nghĩ rằng là các cái khách sạn sẽ tăng quá cao, nhưng mà nó ghi nhận đâu đó khoảng từ 5% cho đến 7%. Thời điểm này, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh và các khách sạn nhà hàng đang tất bật chuẩn bị mọi mặt, đáp ứng các tiêu chí an toàn phòng dịch được thành phố Hồ Chí Minh ban hành để sẵn sàng đón khách quốc tế với niềm kỳ vọng to lớn. Mình có niềm tin rất là lớn là Việt Nam vẫn là một cái điểm đến rất là lý tưởng và an toàn cho khách du lịch. Và cộng với cái việc mà hỗ trợ từ phía chính phủ thì phía doanh nghiệp thật sự rất là phấn khởi và hào hứng. 6 tháng tới thì lực lượng khách sẽ đủ để cho mà các chủ đầu tư và mọi người làm nghề có thể quay trở lại một phần nào đó thời huy hoàng của ngành du lịch Việt Nam. Theo dự kiến, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón khoảng 3,5 triệu khách quốc tế trong năm 2022. Sau quá nhiều khó khăn trong suốt 2 năm qua, ngành du lịch thành phố đã và đang hoạt động trở lại mạnh mẽ, đóng góp vào sự phục hồi kinh tế chung của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Theo dự báo, trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, sân bay Nội Bài dự kiến khai thác 400 lượt chuyến bay và đón khoảng 75.000 lượt khách quốc tế, quốc nội. Trong khi đó, sân bay Tân Sơn Nhất lo thiếu 1.100 lượt taxi dịp cao điểm 30 tháng 4, 1 tháng 5. Để đảm bảo năng lực khai thác đáp ứng các khung giờ cao điểm, cảng Nội Bài đã rà soát tính toán năng lực của nhà ga hành khách để điều chỉnh phương án khai thác hiệu quả. Còn đối với sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến nếu lượng khách dịp cao điểm tăng lên 60.000 hành khách, sẽ cần khoảng 9.000 lượt taxi. Như vậy sẽ thiếu khoảng 1.100 lượt xe để phục vụ hành khách. Với chủ đề hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình lễ dỗ tổ Hùng Vương năm 2022 đã khai mạc vào tối qua, 8 tháng 4, tại khu tưởng niệm các vua Hùng, công viên lịch sử văn hóa dân tộc, thành phố Thủ Đức. Để chuẩn bị cho ngày lễ chính vào ngày 10 tháng 4, tức mùng 10 tháng 3 âm lịch, các hạng mục trang trí đã được chuẩn bị công phu, một số hoạt động cũng được tổ chức với sự tham gia sôi nổi của nhiều đơn vị. Để sẵn sàng cho các hoạt động kỷ niệm giỗ tổ năm 2022. Bên cạnh phần lễ thì phần hội năm nay cũng được chú trọng tổ chức với các hoạt động đặc sắc và nhiều hội thi mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Và có thể kể đến hội thi gói nấu bánh chưng lần thứ 4 đã được đón nhận bởi đông đảo các đội thi đến tham gia. Huyện Hóc Môn chuẩn bị rất là nhiều nguyên vật liệu để làm ra những cái chiếc bánh chưng thơm ngon và độc đáo, mang một cái hương vị rất là riêng của huyện Hóc Môn, đem dân đến cho vua Hùng. Và thông qua đó cũng có trang trí những cái lễ vật để dâng lên vua Hùng nhằm tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Ở nhà Tết em vẫn gói với gia đình thôi. Dạ, em nghĩ chương trình này nên lan tỏa hơn nhiều hơn về thế hệ thanh niên để gợi nhớ về các truyền thống. Những chiếc bánh ngon nhất, đẹp nhất của các đội thắng cuộc là đơn vị quận Bình Tân, trung đoàn 31 và khách sạn Đồng Khánh được chọn để dâng cúng quốc tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 âm lịch tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc thành phố Hồ Chí Minh. Trong hôm nay, khu vực cổng vào đền, chánh điện, hồ sen và sân lễ cũng đã hoàn thành công tác trang trí. Các hạng mục còn lại sẽ lần lượt được hoàn tất trước ngày 10 tháng 4. Để đảm bảo chương trình lễ diễn ra an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19, ban tổ chức đã phối hợp các đơn vị rà soát lực lượng tham gia, tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Chúng tôi tập trung có nhiều các hoạt động hội, trong đó có chú ý hai cái nội dung lớn, đó là các hoạt động hội trại truyền thống tự hào nòi giống Thiên Rồng. Đây là một nội dung mà chúng tôi đã kết hợp và phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với cái sự tham gia của hơn 15 tiểu trại.
Các hoạt động được kỳ vọng không chỉ tạo nên bức tranh văn hóa dân gian đa sắc màu, mà còn lan tỏa nét đẹp văn hóa đặc trưng, những giá trị truyền thống đến với người dân, đặc biệt là các bạn trẻ. Dự kiến lễ bế mạc lễ hội Dỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 diễn ra vào tối ngày 11 tháng 4 với một chương trình nghệ thuật đặc biệt. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị có những ngày nghỉ lễ thật an lành và nhiều niềm vui. Xin kính chào và hẹn gặp lại.